Em xin chào mọi người, dược sĩ Nguyễn Thúy lại quay trở lại với mọi người đây. Và đây là một cái câu hỏi rất nhiều chị em mình đang rất là quan tâm. Khi mà mình sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào để cải thiện bất một cái vấn đề nào ở trong cơ thể của mình để cải thiện sức khỏe, mà khi mọi người ngưng sử dụng thì nó có quay về như ban đầu không? Thì em xin thưa với mọi người nha. Cái sản phẩm, riêng cái sản phẩm viên uống đẹp da sâm tô nữ Bue Collagen bên nhà em là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên và không thể nào mà có tác dụng ngay sau 2 đến 3 ngày được. Nếu mọi người sử dụng mới 2 3 ngày nó hiệu quả thì vấn đề đó không hề có. Và khi mọi người sử dụng á, nó hoàn toàn từ thảo dược thì nó rất là an toàn rồi và nó có tác dụng bền vững luôn. Sau khi mọi người sử dụng cái sản phẩm sâm tố nữ này đúng cái liệu trình mẹ nó chia sẻ cho mọi người, là một liệu trình của nó là 3 tháng thì nó sẽ có tác dụng của nó sẽ được duy trì trong cái cơ thể của mình. Tuy nhiên tốt nhất á, là mọi người nên sử dụng cho em á, là một năm khoảng 2 đợt, mỗi đợt từ 1 đến 2 tháng là tốt nhất. Và để duy trì được cái tác dụng và để cải thiện được cái vấn đề chậm lão hóa trên cơ thể của mình thì cái sản phẩm nó rất là an toàn, mọi người có thể sử dụng được lâu dài và thường xuyên. Tuy nhiên là mọi người không nhất thiết là phải sử dụng liên tục, vì cái sản phẩm nó có tác dụng kéo dài mà, nó duy trì và kéo dài. Sau khi mọi người sử dụng được một cái liệu trình trong vòng 6 tháng thì mọi người thấy có cái tác dụng rồi thì như bản thân mình mong muốn như vậy á, thì mọi người có thể nghỉ và sử dụng lại sau khoảng 1 đến 2 tháng sau, mọi người có thể sử dụng lại cho một cái liệu trình mới để mọi người cải thiện được cái nhu cầu của bản thân mình. Và cái vấn đề quan trọng nữa là mọi người duy trì được cái sức khỏe của mình được lâu dài hơn, và nó ngăn được cái vấn đề lão hóa da được chậm hơn mọi người ha.